Địa Tạng Vương Bồ Tát, hai cầm tích trường mình mặc áo châu, phát ra lời nguyện sâu hồn, độ tận chúng sanh nơi địa ngục. Kiếm thời kiên mà thời yêu phục kinh thiết thường nhiên, trường ấm dương sứ giả linh thông, tiếp dòng mà hồn ơi hỡi dòng hồn, cầu mong giải thoát. Nguyện thị tư lực tiếp dẫn hương linh phục dị, dòng chân tiên hiện linh tánh cụ bà thế danh, còn thị cư nhất dị chánh hồn, quảng sinh nhâm họ niêm hướng tòa pháp tập tế tự ư tân sổ, niên lục mạc sơ nhị bác nhật lương thời quy tây, hồng lai đảo linh tìm kinh pháp nghe kinh thọ tài hữu thực, đồng thời phật lực trực gian tế phương. Hương linh ơi, trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp an mây tan, phú quý vinh hoa chỉ là cơn gió thoảng, tình người xin mộng nghĩa tờ thu xưa, sống chung nhà thác lại thêm đường, đến vui vẻ khi đi hương tiếp, trôi tâm tròn rồi lại quyết, qua nó đến rồi tàn, chưa giấc mộng hoàng lương, tờ như bèo mây tan mê hộp, đám chú kia mê thân. Và chấm sơ tuần khởi lâm lễ nhị hơ bái. Mình thân hổ quỳ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi ơi thân tư đại nhân duyên gia hiệp, lực vô thường cống lệ thì xưa nay, nương nguyện thân mẹ sống tạm ở cõi trần, nay duyên mang mẹ trở về quê cũ, mau thân ơi cha mẹ ấm tâm chung hộ việc, phu thế trọng nghề và phân ly, nhưng tình tở yếu đồng giả lắm. Trên hương an thương vong an nữ tự tốn đồng vô phục, lòng chánh lòng tay nắng hương khói ngang mây, nhìn đèn hương mà tất gia đi, mềm quân thấp trần sanh ly tự biệt. Hà Nội nước biển mênh mông không đông đầy, tình mẹ trời lồng lóng, mây trời lồng lồng không phụ kính công cha, tục lễ cha là quý thống tổ tiên, cảm ơn cực khổ mẹ hiền dưỡng nuôi, nhớ thương thân mẫu bùi mùi, trời cao lồng lộng kho mong đáp đền, chí thành khẩn nguyện tâm hương, nguyện cầu chư Phật mười phương chính lòng, đổ hồn thân mẫu thông lâm, hướng về cõi Phật phát dòng trầm nội lưng. Thương cha nghĩa mẹ tám đời, nhọc nhằn đắng quan suốt đời bề tai, nên người con phải tu đắp đời nghĩa nặng như là trời cao. Mẹ ơi, một nén hương thơm nồng nàn lăn le, nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương, dù có bao năm dù có quá vô thường, con xin dưỡng vẫn là tâm lớn nhất, ơn cha như núi Thái, đức mẹ hiền suối tựa biển khơi, dù cho dập đổi sao dời cũng không trả được ơn người sanh ta. Cha mẹ
cha mẹ là đại vương vô tận, con chỉ là con sông nhỏ lăng tăng. Mẹ, mẹ đã sống gian đôi bạc đầu, gian đôi cánh, lúc giông về mẹ ủ cho con. Thương con mẹ dạy niềm tin, cho con ăn học cho mình ước ao. Nỗi lo mẹ tổng tiến vào, tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. Mẹ là bóng cây cổ thụ, cha mát rơi đời con. Mẹ, mẹ là bầu trời, là mặt đất, một dòng trăng. Tuy mẹ không sống được trăm năm, nhưng mấy mươi năm cũng đủ để dạy con nên dốc nên hình. Từng chuỗi ngày cẩn dầm máu dài, bao nhập nhằn giấc giá cũng vì con. Thế mà hôm nay hình bóng ấy đâu còn, chúng con đau khổ cái cảnh nhà trống vắng. Kể từ nay, kể từ nãy vắng bóng mẫu thân, chúng con đâu còn thấy nơi để hồi an đôi lời. Suối vàng mẹ đã sang chơi, nhưng trời mẹ có mẹ kè thầy được mấy rồi? Sáu rồi. Con luôn hả? Không có thằng sáu rồi. Mày đi đó. Mày không có làm được không? Được. Tao kiếm thi. Cũng như đây quyết định là năm rồi phải không? Hello. Năm rồi tôi ra ngoài là ba nó tám phải không? Chút xíu nói chuyện được, đang công chuyện. Tăng hỗ trợ cho cái trống nha, đây. Đây đủ hai... Không có bàn tốt, không có nữa. Ông chót phụ kia. Ông chót, ông chót, trống đi. Với Nghĩa. Ở trống có hai. Cho ông trống đi, cho ông trống đi. Kính là cái ha. Còn thiếu rồi nó nói mấy anh em đâu. Còn rồi còn rồi nghỉ nó đây còn. Bắt nghỉ á. Mới gần đi trễ vậy à? Có hai loại, mới hai cái tròn. Trời ơi, quánh muốn trầu lụng cái tống luôn á. Ông thông báo. Thông báo gì, đông nó quánh còn lụng, lụng cái tống của tôi giờ mà ông không hay. Trúng xịn rồi làm gì lụng. Vậy không thấy ông này nó không hay. Tôi là đông nó quánh muốn lụng cái tống của tôi mà không hay cái gì. Sáng rồi đông rồi tôi biểu tính nha, tính còn phải tả tiền tôi là dễ lắm, quên trống lấy máy trừ không phải chơi tích nhang gạt nha, cứ chỗ nào nhất lấy máy gà vô hết rồi. Sáng giờ không cười. Ta vui vẻ thì cười này cũng ấy biết mày không mày tắt rõ ràng. Quay nó phạt cái lẩu nó tiền mà tụi chơi đi. Rồi hả? Cái này.
mà mình quay cho có quay cho con cháu mình ở xa nó coi chứ nó đâu về đám được đâu. Còn mình đây mà đám của mình địa phương đây đâu công an đâu vậy. Quay về tới nó nói đồng thấy không? Thấy ở dưới này ta vậy không? Dạ. Đồng tên tết đồng không làm gì cho vậy đó. Nói chưa hôm đụng tôi cũng làm được bằng rưỡi vậy. Mấy đứa nào nó về không được thôi tao kêu bắt nó coi. Này quý vị muốn bắt YouTube cái viết chữ tròn rồi có đứng dậy ra ra đọc cái cảm tạ luôn. À, ra 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 đọc cái cảm tạ luôn. Đây đụng con tao quay lên clip chết à. Cúi đầu xuống xong
Rồi xong bước ra đi. Rồi ai đi trễ cúng ơi quý vị. Rồi ai đi trễ vô cúng lên trả lời. Nè, ai quấn số quấn bướm nha. Bà mới về, bà mới bà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.